quý vị đang đến với chuyên mục đặc biệt của FBNC chào xuân mới và thưa quý vị một trong những sự kiện gây chú ý nhất trên chính trường thế giới năm 2020 không thể không kể đến đó là vào ngày 30 tháng 6 ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu hành chính Hồng Kông theo đó cấm các hành vi ly khai lật đổ chính quyền khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài gây đe dọa cho an ninh quốc gia Chiều tối cùng ngày, Tân Hoa Xã đưa tin dự luật này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành thành luật. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ 23 giờ ngày 1 tháng 7, ngay trước kỷ niệm tròn 23 năm Anh trao trả Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Luật được thông qua sẽ áp dụng mức phạt tối đa là án tù chung thân với các hành vi vi phạm trái với thông tin được tiết lộ trước đó là tối đa 10 năm. Động thái đầu tiên mà chính quyền Bắc Kinh làm đó chính là nhắm đến các nhà hoạt động dân chủ ở đặc khu. Theo đó, vào ngày đầu tiên luật mới được áp dụng, cựu thủ lĩnh phong trào biểu tình Hồng Kông Joshua Wong viết trên Twitter rằng anh sẽ rút khỏi tổ chức chính trị đối lập Demosito do anh đồng sáng lập, vì cho rằng mình có thể bị nhắm tới. Demosito sau đó thông báo tổ chức này chính thức giải thể. Trong khi đó, tờ South China Morning Post dẫn lời các nhà hoạt động đối lập ở Hồng Kông cho hay họ sẽ bất chấp lệnh cấm tổ chức tuần hành ngày 1 tháng 7 của cảnh sát, và sẽ dùng dùng biện pháp bất tuân dân sự để phản đối luật an ninh quốc gia. Lập tức, cảnh sát bắt giữ hơn 300 người khi những người biểu tình xuống đường. 10 người bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới luật an ninh mới đã gây ra một làn sóng phản đối trên toàn thế giới lãnh đạo đài loan thái anh văn cho biết bà thất vọng về việc quốc hội trung quốc thông qua luật an ninh quốc gia dành cho hồng kông chính quyền đài loan còn ra thông báo cho rằng luật mới sẽ tác động nghiêm trọng đối với tự do dân chủ ở hồng kông đồng thời cảnh báo người dân đài loan về những nguy cơ tiềm tàng khi đến hồng kông theo reuters Cùng ngày 1 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho hay chính phủ nước này quan ngại sâu sắc về thông tin Bắc Kinh thông qua luật nói trên, cho rằng đó là bước đi nghiêm trọng, theo tờ South China Morning Post. Tương tự, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga lấy làm tiếc về quyết định của Trung Quốc. Trong khi đó, Vương quốc Anh hứa sẽ cấp cho những người ở Hồng Kông có hiệu chiếu quốc gia BNO có thời hạn 5 năm để làm việc hoặc học tập như một con đường trở thành công dân. Nước phản ứng gây gắt nhất với luật này là Mỹ. Theo đó, Ngoại trưởng Pompeo nói hành động của Trung Quốc đã một lần nữa cho thấy cam kết của Trung Quốc trong tuyên bố chung với Anh năm 1984 và luật cơ bản đảm bảo Hồng Kông được mức độ tự trị cao và sở hữu quyền tư pháp độc lập, hành chính và lập pháp chỉ là những lời lẽ sáo rỗng. Ông Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc không những năm qua đã vi phạm các thỏa thỏa thuận với Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Liên Hiệp Quốc. Ngược lại, phát biểu tại diễn đàn trực tuyến về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm qua, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam khẳng định luật an ninh quốc gia nói trên sẽ không làm suy yếu quyền tự trị hay bộ máy tư pháp độc lập của đặc khu. Giới chức ở Hồng Kông và Trung Quốc lâu nay khẳng định luật mới chỉ nhắm vào những kẻ gây rối và sẽ không ảnh hưởng tới các quyền và tự do cũng như lợi ích của giới đầu tư. Một tuần sau đó, liên tiếp các vụ bắt giữ người biểu tình và nhà hoạt động dân chủ diễn ra, chính quyền đặc khu đã thành lập một văn phòng an ninh quốc gia mới tại một khách sạn ở Hồng Kông. Bài ca biểu tình Vinh quang Hồng Kông bị cấm ở các trường học. Không những thế, Hồng Kông bắt đầu mạnh tay hơn trong việc thực thi luật an ninh mới. Theo đó, văn phòng đại diện hàng đầu của Bắc Kinh tại Hồng Kông cảnh báo rằng các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra các ứng viên dân chủ cho cuộc bầu cử hội đồng lập pháp vào tháng 9 có thể vi phạm luật an ninh quốc gia. Theo hãng tin Bloomberg, gần 230.000 người tham gia những cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức do các nhóm đối lập ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông tổ chức. Hôm 10 tháng 7, cảnh sát đã lục soát các văn phòng của viện nghiên cứu dư luận Hồng Kông, HKPOI và thu giữ máy tính của tổ chức này, RTHK cho biết. Ban tổ chức cho biết các cuộc bầu cử sơ bộ bị trì hoãn tới trưa ngày 11 tháng 7 mới diễn ra vì việc lục soát. Cảnh sát cũng được nhìn thấy tại một số điểm bầu cử. Theo Bloomberg, phía đối lập tại Hồng Kông từng hy vọng đạt được chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử hội đồng cấp quận hồi tháng 11 năm ngoái. Thắng lợi ấy có thể giúp họ giành lại quyền chặn đứng chương trình nghị sự của trưởng đặc khu Hồng Kông, Carrie Lam. Tuy nhiên sau đó vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, trưởng quan hành chính Hồng Kông Lâm Trình Nguyệt Nga viện dẫn pháp lệnh quy định khẩn cấp để hoãn cuộc bầu cử theo quyền lực khẩn cấp của mình với lý do Số ca mắc Covid-19 tại đặc khu hành chính này ngày càng gia tăng, động thái này đã được Bắc Kinh tán thành, bất chấp việc bà Lâm phủ nhận bất kỳ tính toán chính trị nào. Sự trì hoãn được coi là đòn giáng mạnh vào trận doanh dân chủ, những người mà muốn đạt được đa số ghế bằng cách tận dụng chiến thắng trong tuyển cử hội đồng cấp quận năm 2019, cũng như làn sóng biểu tình lớn phản đối chính phủ và lo ngại về luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông. Đây cũng được coi là động thái mới nhất trong một loạt các động thái quyết liệt nhanh chóng của chính quyền Bắc Kinh nhằm ngăn chặn đà đối lập và vô hiệu hóa phong trào ủng hộ dân chủ. Ngay trước thông báo 12 ứng cử viên phe đối lập đã bị truất quyền tranh cử, đồng thời bốn cụ thành viên của một nhóm sinh viên ủng hộ độc lập cho Hồng Kông, Student Localism, tuổi từ 16 đến 21 cũng bị bắt vì đăng bài ủng hộ độc lập trên mạng xã hội, theo luật an ninh quốc gia mới được ban hành. Vào ngày 6 tháng 9, cảnh sát Hồng Kông đã bắn đạn hơi cay và bắt giữ gần 300 người trong các cuộc biểu tình, ngày mà đáng lẽ sẽ diễn ra cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Hồng Kông nhưng đã bị hoãn lại một năm nữa vì đại dịch. Theo đó, hàng ngàn cảnh sát được trang bị công cụ chống bạo động có mặt để giữ trật tự tại đặc khu hành chính Hồng Kông trong ngày khi mà người biểu tình tràn ra phố để phản đối quyết định trì hoãn bầu cử hội đồng lập pháp và việc thực thi luật an ninh mới. Cảnh sát tập trung nhiều trên các con phố thuộc khu Kowloon, cũng là khu vực mà một số nhà hoạt động kêu gọi tổ chức tuần hành trong ngày và dự kiến vận động 50.000 người tham gia biểu tình. Bất chấp việc có thể bị bắt hoặc phạt tiền theo những quy định và cách xã hội phòng dịch bệnh, người biểu tình vẫn tụ tập thành những đám đông lớn tại đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo NYT, quy mô các đám đông biểu tình vẫn nhỏ hơn năm ngoái. Cảnh sát đã chặn và khám xét nhiều người, bắt 289 người bị nghi ngờ tụ tập bất hợp pháp. Trong số đó có Figo Chan, Lân Quốc Hung và Rafael Quân, các thành viên thuộc tổ chức liên đoàn các nhà dân chủ xã hội, League of Social Democrats, một tổ chức cánh tả ở Hồng Kông. Báo cáo của cảnh sát đặc khu cũng cho biết, một người bị bắt vì vi phạm luật an ninh quốc gia sau khi hô to một khẩu hiệu ủng hộ Hồng Kông độc lập. Cho đến ngày 1 tháng 10, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam ca ngợi sự ổn định trở lại của thành phố tại lễ kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc khi cảnh sát chống bạo động bắt giữ hàng chục người trong khi tuần tra trên tuyến đường của một cuộc tuần hành chống chính phủ bị cấm. Cho đến ngày 10 tháng 11, Hồng Kông cho biết họ đình chỉ các hiệp định dẫn độ về tương trợ tư pháp với Hà Lan và Ireland sau khi cả hai quốc gia cùng với Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Đức và Phần Lan đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Ngay sau đó, Hồng Kông cũng trục xuất 4 thành viên đối lập khỏi cơ quan lập pháp của mình ngay sau khi Bắc Kinh thông qua nghị quyết cho phép chính quyền địa phương trục xuất các nhà lập pháp bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc là không giữ lòng trung thành với Hồng Kông mà không cần thông qua tòa. 还。 Sau quyết định đầy tranh cãi này, 15 thành viên đối lập còn lại của Hội đồng lập pháp gồm 70 ghế từ chức để phản đối. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, Hội đồng lập pháp Hồng Kông gần như không còn tiếng nói đối lập nữa. Chủ tịch đảng Dân chủ Hồng Kông Wu Chi Wai nói, chúng tôi không còn có thể nói rằng vẫn có nhất quốc lượng chế nữa. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông Dominic Raab đã lên tiếng về việc này, nói việc đẩy các nghị sĩ đối lập khỏi viện lập pháp là cú tấn công thêm nữa vào mức độ tự trị của Hồng Kông và nên tự do mà tuyên bố chung Anh Trung đã cam kết. Và mới đây nhất vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, hơn 50 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt vì tình nghi vi phạm luật an ninh quốc gia theo truyền thông địa phương. Đây là cuộc đàn áp lớn nhất cho đến nay theo luật mới. Các vụ bắt giữ bao gồm các nhân vật dân chủ nổi tiếng và các nhà lập pháp cũ. Hầu hết người bị bắt trước đó giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử sơ bộ do phe đối lập tổ chức vào tháng 7 năm 2020 để chọn ứng viên tham gia cuộc bầu cử vào Hội đồng Lập pháp vào tháng 9 năm 2020. Cuộc bầu cử sơ bộ này nằm trong chiến lược 35 cộng nhằm giành 35 ghế trong cơ quan lập pháp 70 thành viên của Hồng Kông. Những người bị bắt gồm các cựu nghị sĩ đảng Dân Chủ và đảng Dân Sự James Tukinson, Lam Trung Tinh, Lâm Trắc Đình, Andrew Anh Anvin Yon Ngoc và Wu Chi Một trong những người tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ là cựu giáo sư luật Đại học Hồng Kông, cựu thủ lĩnh phong trào chiếm trung tâm, ông Đới Diệu Đình cũng là một trong những người bị bắt vào sáng ngày 6 tháng 1. Các nhà hoạt động địa phương khác bị bắt, bao gồm Owen Chokasing, Lester Shum và Gwyneth Ho Quai Lam. Đây là những người đã vượt qua các chính trị gia kỳ cựu trong cuộc bầu cử sơ bộ. Hồi tháng 7 năm 2020, chính quyền Bắc Kinh nhận nhiều phản ánh cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ có thể can thiệp và tác động đến quá trình bầu cử tại đặc khu, gây tổn hại tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử. Cuộc bầu cử sơ bộ bị Trung Quốc coi là hành động cách mạng màu, trong khi đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam cũng cảnh báo đó có thể bị coi là hành động lật đổ chính quyền. Đây được xem là đợt bắt giữ lớn nhất tại Hồng Kông kể từ khi luật an ninh quốc gia ở đặc khu chính thức có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Trước đó có 40 người bị đơn vị an ninh đặc biệt bắt, với 4 người bị truy tố gồm ông trùng truyền thông và tỷ phú Jimmy Lai, cùng một người biểu tình 30 tuổi khác bị cáo buộc hô khẩu hiệu, ủng hộ độc lập nơi công cộng. Sau một năm áp dụng luật an ninh, tình hình bất ổn Hồng Kông đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Trong năm 2021, chính quyền Hồng Kông phải đối mặt với bài toán kinh tế, dân sinh xã hội ảnh hưởng từ luật an ninh khi các doanh nghiệp và người dân vẫn đang muốn rời khỏi đặc khu này.